Vâng, hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì Huy lại tiếp tục làm cái công việc mà Huy rất là yêu thích. Nó là yêu thích nhất trong các nghề tư vấn bán hàng. Hôm nay thì Huy lại tiếp tục bàn giao một cái bộ dàn âm thanh cho một vị khách hàng ở Củ Chi. Ok, bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng Huy tham gia cái buổi test và bàn giao cái sản phẩm ở tại công ty của Huy nhé. Hello mọi người. Nó 20 chô hả? Dạ, 20 chô chú ạ. Hôm nay thì lại tiếp tục ghi hóa đơn, lại chốt một bộ âm thanh cho chú khách hàng rất là dễ thương ở Rồi, hello mọi người. Và hiện tại thì bên Huy đang lắp cái tủ máy. Cái tủ máy này thì sử dụng hai cục đẩy. Một cái cục đẩy hai kênh IT 2800. Con này là chuyên để đánh súc, là cái đời mới nhất này. Đánh súc rất là phê. Và một cục đẩy IT 8600 4 kênh để mình sử dụng cho cái loa array, tiếng rất là sáng nhé. Và một con xử lý luật số Debit 260 này. Một bộ mic IT 800, con này thì Huy sẽ có cái thời gian, Huy sẽ làm cái video gửi tới tất cả mọi người nhé. Cái chất lượng bộ micro này rất là tốt. Và một cái bộ quản lý nguồn IT A8 và kèm theo một cái bản mixer thì có CMS của đàn và Huy chưa có bỏ nó đây. Và ngay sau Huy là cái cấu hình dàn loa. Đây là dàn loa của những khách sau khi tư vấn và anh đã lựa chọn cái cấu hình dàn loa này. Loa này thì Huy đang sử dụng hai cặp loa array 40 neo và một cặp xúc đơn. Đây là xúc hầm đơn 50 IT thế hệ mới nhất cho tiếng xúc rất là sâu. Cấu hình dàn loa gọn nhẹ và rất là hiệu quả. Ok, bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng theo Huy kết hợp chất âm của bộ dàn âm thanh này nhé. Như vậy thì bên Huy đã hoàn tất quá trình chốt đơn hàng và test thử cái bộ sản phẩm cho anh khách hàng cùng chia nghe. Huy xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video test sản phẩm của bên Huy và hẹn gặp tất cả mọi người vào ngày thứ ba. Bên Huy sẽ bàn giao cái bộ dàn âm thanh này ở tại nhà khách hàng tại Củ Chi nhé. Ok.